Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 68, ngày 18, lời hứa có điều kiện. Kinh Thánh Giăng đoạn 15 câu 6 đến câu 10. Câu ghi nhớ Giăng đoạn 15 câu 7. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 15 câu 6 đến câu 10. Giăng đoạn 15, Kinh Thánh Tân Ước trang 108, câu 6 đến câu 10. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vẫn giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Câu ghi nhớ chúng ta trong câu số 7, chúng ta cùng tô màu câu ghi nhớ nhé. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn sẽ được điều đó. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trong phần tìm hiểu, khoanh tròn vào câu đúng nhất. Câu số 1, người không ở trong Chúa sẽ bị ném ra ngoài, chặt hết. Đây chúng ta chọn câu nào? Câu A, B đúng, câu A, B sai. Chúng ta chọn câu nào? Như vậy là chặt hết, ném ra ngoài, người không ở trong Chúa. Theo câu 6 của chúng ta thì đó là nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Như vậy chúng ta thấy có cái từ là ném ra ngoài, chặt hết là những cái câu trên, trong cái phần câu 6 này là ném ra ngoài. Rồi tiếp theo, Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ ban cho mọi điều chúng ta cầu xin với điều kiện gì? Kiện gì các em? Ở trong cái câu ghi nhớ của chúng ta đây, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta trong các ngươi, thì đó là điều kiện. Như vậy điều kiện đó là gì? Ở trong Chúa và lời Chúa ở trong em. Vậy là cả hai câu này đều đúng, thì là câu A, B đúng. Trong phần nhận biết, điều kiện để em nhận được lời hứa của Chúa là phải ở trong Chúa và lời Chúa ở trong em. Ở đây chúng ta có cái hình vẽ Chúa Giêsu cùng với hai thiếu nhi học lời của Chúa. Thực hành. Em tin Chúa Giêsu, em được ở trong Chúa, em học lời Chúa và làm theo, thì lời Chúa ở trong em để em được Chúa ban phước. Như vậy thì chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta được ở trong Chúa. Và để lời Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta phải học lời của Chúa. Chúng ta phải học lời của Chúa, rồi chúng ta phải học thuộc lòng lời Chúa thì lời Chúa mới có ở trong chúng ta. Bây giờ chúng ta ghi ra lời cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, ở trong Chúa nên em được thưa chuyện với Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa
đã cho con được ở trong Chúa. Xin Chúa giúp con siêng năng học lời Chúa để lời Chúa ở trong con. Để con cầu nguyện và được Chúa nhậm lời. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được ở trong Chúa. Xin Chúa giúp con siêng năng học lời Chúa để lời Chúa ở trong con. Để con cầu nguyện và được Chúa nhậm lời, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị phụ huynh và các em để chúng ta luôn ở trong Chúa và chúng ta có lời Chúa ở trong mình. Từ đó mình có thể cầu nguyện với Chúa và Chúa nhậm lời cầu nguyện của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.